Xin chào Trung. Dạ, em chào anh Tơ Quang, chào cô chú anh chị trên diễn đàn. Nếu như bác cầm muốn Rồi. lên trước à? Chưa có tín hiệu. Không có tín hiệu thì nói cho. Thì thế này là Trung nè. Thì trước khi Trung chia sẻ đó thì anh xin đọc một bài viết ngắn thôi về vấn đề gọi là tiêu chuẩn kép đó. Về cái này tiêu chuẩn kép của Mỹ Đế ha. Cho mọi người nắm thêm. Trên đài phát thanh quốc tế Trung Quốc có bài viết như đấm vào mặt Hoa Kỳ, nguyên văn như sau: tiêu chuẩn kép về người tị nạn thể hiện rõ bộ mặt ngạo mạn và thiên kiến của Mỹ và các nước phương Tây. Ngày 15 tháng 3, đúng ngày xảy ra khủng hoảng Syria tròn 11 năm, Liên Hợp Quốc mới đây công bố số liệu cho thấy 11 năm qua, Syria ít nhất có 350.000 người thiệt mạng, hơn 12 triệu người vô gia cư, 14 triệu thường dân cấp bách cần viện trợ nhân đạo. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên triển khai hành động thiết thực, đẩy nhanh tiến trình chính trị, kết thúc nỗi khổ đau của người dân Syria đã kéo dài 11 năm. Thế nhưng, lời kêu gọi trên vẫn chưa được quan tâm nhiều ở các nước phương Tây. Hiện nay, tiêu điểm của Mỹ và các nước phương Tây đang hướng vào Ukraine. So với bộ mặt lạnh lùng trong những năm qua, thì mọi cách từ chối tiếp nhận người tị nạn của các nước như Syria, vân vân. Các nước phương Tây đã tỏ ra có sự thông cảm to lớn đối với người tị nạn Ukraine. Một số chính khách và truyền thông phương Tây thậm chí lấy khuôn mặt, màu da, sắc tộc, vân vân làm tiêu chuẩn đánh giá, so sánh người tị nạn giữa Ukraine với các nước Trung Đông, châu Phi, ám chỉ chất lượng người tị nạn nước trước cao hơn các nước sau. Những ngôn luận trên đã bộc lộ thiên kiến về sắc tộc, thâm căn cố đế và thái độ ngạo mạn, thuyết Âu Mỹ là trung tâm của Mỹ và các nước phương Tây là thực thi tiêu chuẩn kép về người tị nạn, tiêu chuẩn kép nhân đạo, một lần nữa gây phương hại tới những người tị nạn Trung Đông. Chỉ nói về Ukraine mà không đề cập Afghanistan, chỉ vì kẻ xâm lược Afghanistan là Mỹ. Trên thực tế, từ cuộc chiến Afghanistan đến cuộc chiến Syria rồi đến khủng hoảng Ukraine, Mỹ đều đóng vai rất đáng hổ thẹn. Việc quan tâm hay không quan tâm nước nào không liên quan chính nghĩa, hoàn toàn là kết quả thao túng tổng hợp của các chính khách và truyền thống Mỹ. Trong mắt họ, bất kể là người tị nạn Trung Đông hay Ukraine đều chỉ là công cụ để thực hiện lợi ích riêng chính trị và bảo vệ bá quyền của Mỹ. À, thì mà cái bài ngắn gọn thầy Quang muốn chia sẻ với Trung á, lại bổ sung cho Trung có thêm những góc nhìn trong câu chuyện. Rồi, xin mời sự chia sẻ của Trung. Dạ, em xin chào lại anh Thơ Quang. Chào lại cô chú anh chị trên diễn đàn. Thì em chia sẻ một chút về góc độ nhìn nhận của cá nhân em thôi, chứ cũng không có lồng ghép thêm những cái ý kiến của các cái cơ quan chính thống của nhà nước. Thì chúng ta thấy, đúng không ạ? Chúng ta thấy là đầu tiên thì em cũng xin phép là em cũng không gọi các anh ấy là ba que nữa. Chúng ta nó lịch sự hơn một chút thì em cứ gọi là các anh ở bên kia thế giới. Thì các anh ấy, cái đầu tiên, cái việc mà các anh ấy làm cái lễ tưởng niệm cho ông Ngô Đình Diệm hay ông Nguyễn Văn Thiệu, cái chuyện đó là hết sức bình thường. Theo em nghĩ là quan điểm của em thì cái đó là hết sức bình thường, bởi vì đó là cái việc các anh ấy tôn thờ một người nào đó cá nhân hóa, thì cũng như kiểu là cái việc mà các bạn ấy thần tượng ca sĩ thôi, nó không có gì là lớn lao cả. Thế nhưng điều em muốn nói ở đây ấy là ngoài cái vấn đề mà các anh ấy làm cái lễ mà nó có sự xáo trộn lẫn lộn, hiểu nhầm giữa cái vấn đề ông Ngô Đình Diệm thì là người Công giáo, thế nhưng mà tổ chức cái lễ tưởng niệm thì lại mời cái thầy ở bên Phật giáo.
thì nó có những cái gì đấy nó trái ngược. Trái ngược là một. Thứ hai nữa là về cái vấn đề mà qua các cái lời diễn văn ca ngợi, đọc các cái bài ca ngợi ấy, thì cho rằng là ông Ngô Đình Diệm là người yêu nước thương dân, hy sinh vì Tổ quốc, đúng không ạ? Thế thì ông Ngô Đình Diệm mà hy sinh về Tổ quốc thì đồng nghĩa với ông Nguyễn Văn Thiệu và những người khác tham gia trong cái vụ việc mà đảo chính đấy ấy, là những người phản quốc. Chúng ta ngầm hiểu là như thế, không phải ngầm hiểu mà Đúng thực rồi. tế nó là như thế. Chúng ta có thể hiểu một cách nó rõ ràng là như thế, bởi vì một bên mà yêu nước thương dân hy sinh vì Tổ quốc thì dĩ nhiên là bên giết ống thì là phải là bên phản quốc rồi còn gì nữa, Phản quốc. đúng không ạ? Là Anh bên hiểu. phản quốc. Đấy, là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chúng ta thấy là các anh ấy ca ngợi, là các anh ấy bảo là vì dân vì nước, rồi là chí sĩ yêu nước, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ lại một tí là trước khi thực dân Pháp nổ tiếng súng xâm lược đất nước chúng ta, thì lúc đó đất nước chúng ta trong giai đoạn phong kiến là thuộc triều đại nhà Nguyễn, thì một dải đất nước hình chữ S cũng từ địa đầu Móng Cái cho đến mũi Cà Mau, đúng không ạ? Chứ nó có chia ra cái lĩnh vực lãnh thổ nào khác cho một quốc gia nào khác đâu, làm gì có quốc gia nào khác, chỉ có một quốc gia duy nhất ngày đó của triều Nguyễn thôi. Và đến ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì sau khi mà Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập thì ngay chính vua Bảo Đại, có nghĩa là người vua cuối cùng của triều Nguyễn, đã nộp ấn kiếm, thậm chí là tham gia vào chính phủ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì làm gì có cái quốc gia nào khác. Và trong tất cả những cái vấn đề các anh ấy nêu lên nó đều là gì? Đều là miền Nam Việt Nam, đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Đó là Việt Nam là một đất nước, một quốc gia. Thì làm gì có hai quốc gia ở đây, đúng không ạ? Cái vấn đề này chúng ta phải xác định rõ ràng và rạch ròi, để tránh tình trạng mà một số anh muốn lật sử, anh bảo là hai quốc gia, không hề có hai quốc gia. Cái này chúng ta khẳng định nhiều rồi, đúng không ạ? Thì cái vấn đề ở đây nữa là chúng ta muốn nói đến kết hợp. Thì chắc mọi người cũng biết là trong cái buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 17 tháng 3 đấy, thì có trả lời về cái vấn đề mà phản ứng của Việt Nam về việc là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao giải phụ nữ can đảm quốc tế cho Phạm Thị Đoan Trang. Mà Phạm Thị Đoan Trang là ai thì mọi người tìm hiểu cũng đã biết rồi, cũng là từng học đại học đàng hoàng, có trình độ, có học vấn đấy. Thế nhưng mà sau lại có cái hành vi chống đối, đúng không ạ, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì đã bị nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xử phạt tù theo pháp luật của Việt Nam. Thế nhưng ở đây ấy, thì các anh lại trao giải cái phụ nữ can đảm quốc tế cho Phạm Đoan Trang. Thì về góc độ nhà nước ấy, thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao chúng ta, đó là bà Lê Thị Thu Hằng, cũng đã khẳng định rất rõ là chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người dân, trong đó có quyền của phụ nữ. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện về các quyền của con người trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam cho rằng việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang, một cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam, đã được đưa ra xét xử và đang thi hành án và tù, là một hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi ích cho việc phát triển quan hệ hai nước. Đó là em trích dẫn lại theo cái trả lời của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thế thì đối với góc độ cá nhân em thì em lại nhìn nhận một người dân nó suy nghĩ nó nông cạn hơn thì nó lại như thế này. Thì em cứ nói trắng phớ ra cho nó dễ. Đó là gì? Đó là cái việc đảo chính năm 1963, ông Ngô Đình Diệm đã bị chính thuộc hạ của mình tiêu diệt. Thế thử hỏi là ngày đó Bộ Ngoại giao Mỹ có trao giải thưởng cho cái nhóm của ông Nguyễn Văn Thiệu không, hay là trao giải Đúng thưởng rồi. cho ông Ngô Đình Diệm? Mà trong khi đó chúng ta vừa nghe phân tích rồi, đúng không ạ? Cái câu nói kẻ thù của kẻ thù là bạn thì nó lại không phù hợp trong trường hợp này. Thế thì bây giờ ông Ngô Đình Diệm là người phản quốc, hay ông Nguyễn Văn Thiệu và nhóm của ông ta là người phản quốc, hay là cả hai đều là phản quốc, đều là tay sai? Thì lịch sử đã chứng minh và chúng ta đã biết được đến ngày hôm nay rồi.
và Mỹ không có công nhận ai và cũng chả ca ngợi ai cả. Thế thì nó rất nghịch lý trong cái vấn đề này. Thử hỏi, cá nhân em đặt ra một câu hỏi. Nếu như một người mà có những cái hành vi mà chống đối lại nước Mỹ, đấy, chống đối lại nước Mỹ, cụ thể, đúng không ạ? Cụ thể theo luật pháp của Mỹ có những cái quy định nó rất rõ ràng trong cái điều 2358 của chương 115 của Bộ luật hình sự Mỹ chỉ rõ về nghiêm cấm in ấn, xuất bản, biên tập, phát thanh, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu hoặc in nào có nội dung vận động, xúi giục hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết, tham vọng hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào của Mỹ bằng vũ lực hoặc bạo lực. Bất kỳ ai vi phạm đều bị tuyên phạt cao nhất là 20.000 đô la hoặc phải ngồi tù 20 năm. Sau khi mãn hạn tù 5 năm cũng không được chính phủ và các tổ chức khác tin dùng. Đấy, thì chúng ta thấy. Thế giả sử nhé, em giả sử nếu như chính phủ Việt Nam mà bây giờ lại trao giải thưởng, đúng không ạ, vinh danh cho Edward Snowden chẳng hạn là anh hùng có được không, Đúng rồi. hoặc là trao giải thưởng cho Osama Bin Laden có được không, hay là trao giải thưởng cho các cái người lãnh đạo của cái tổ chức gọi là khủng bố IS có được không, rồi là các cái lãnh đạo trong cái tổ chức gọi là Taliban có được không? Trong khi đó những người đó thì nước Mỹ cho rằng là có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của nước Mỹ, thì người ta đuổi cùng giết tận, tìm mọi lý do, đúng không ạ, để can thiệp một cách trắng trợn và thô bạo vào cái một cái quốc gia có độc lập chủ quyền. Đấy. Thì thử hỏi nếu như Việt Nam công nhận những người đó là anh hùng thì nước Mỹ sẽ phản ứng như thế nào? Và không cần nói ngoài cái biên giới nước Mỹ, ngay trong biên giới của nước Mỹ, những người phản ứng với kết quả bầu cử ngày 6 tháng 1 tại đồi Capitol mà chính phủ Mỹ đã bắt giam, thì thử hỏi Việt Nam công nhận những người đó là anh hùng thì nước Mỹ sẽ phản ứng như thế nào? Đây là một góc độ Đúng của rồi. người dân thì em đặt ra một câu hỏi như vậy thôi. Còn dĩ nhiên là về mặt quốc gia, quan hệ giữa hai quốc gia thì không ai lại đặt cái quan câu hỏi như thế cả. Đấy, thế nhưng mà em rất là đắn đo và suy nghĩ tại sao lại như thế. Đối với một một người có hành vi nhằm lật đổ chính quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam đã bị xử lý và hiện đang chấp hành án phạt tù, thì cái việc mà trao giải thưởng như thế này có phải là cái việc mà Mỹ can thiệp trắng trợn vào cái công việc nội bộ của Việt Nam không? Có phải là hành vi dung túng, đúng không ạ? Thúc đẩy, kích động những cái thành phần chống phá đất nước Việt Nam tiếp tục có những hành động có thể là táo bạo hơn, thô bạo hơn và can thiệp một cách trắng trợn hơn vào vào công việc nội bộ của Việt Nam không? Và nó có xứng đáng với cái gì ạ? Với cái tầm mà chúng ta hay gọi là một cường quốc không? Đó là những cái mà em rất là lăn tăn và suy nghĩ, và em cảm thấy nó có cái gì đấy nó giống như anh nói, đó là tiêu chuẩn kép. Đó là việc áp dụng các cái bộ nguyên tắc khác nhau cho cùng một tình huống. Đối với ở Mỹ, những anh vi phạm thì các anh cho rằng là xâm phạm đến an ninh quốc gia Mỹ, xâm phạm đến nền dân chủ Mỹ, và các anh bắt, các anh xử tù, thậm chí các anh tiêu diệt. Thế nhưng cùng với hành vi đó ở Việt Nam thì các anh lại áp dụng các nguyên tắc khác và phong anh hùng cho những cái đối tượng này. Đấy, thì chúng ta có thể hiểu được cái vị thế, đúng không ạ? Cái vị thế của cái nước lớn thì người ta có tôn trọng cái hiến chương Liên Hợp Quốc hay không? Có tôn trọng cái luật pháp quốc tế hay không? Có tôn trọng cái độc lập chủ quyền của Việt Nam hay không? Và có tôn trọng cái công việc nội bộ của Việt Nam hay không? Hay là người ta sử dụng các cái bộ nguyên tắc khác nhau nhằm tạo ra những cái bất ổn trong cái lòng xã hội,
của một quốc gia nào đó khi mà người ta cảm thấy là không có cái lệ thuộc vào vào cái sự chỉ đạo của người ta, hoặc là người ta cố tình người ta tạo ra cái bất ổn để nhằm tạo gây dựng ra một cái chính quyền mới bù nhìn tay sai để giúp việc cho quốc mẫu. Cái đó là chúng ta nhìn nhận thấy nó một cách rất rõ ràng, nó rất rõ ràng. Thì qua đó đúng không ạ, thì em cũng cũng chia sẻ thêm một chút về cái một nhà chính trị, một nhà chính trị của Rumani. Thì ông ta đã viết một cái bức thư ông ta gửi đến đại sứ quán Mỹ, trong đó thì ông ta có nêu 16 cái câu hỏi. Có lẽ em cũng xin phép em đọc luôn để mọi người Cứ đọc nghe. bây giờ. Thứ nhất, ông ta hỏi về về nước Mỹ, ông ta viết rất là hay. Ông ta nói rằng người dân Rumani, một đối tác chiến lược giống như bất kỳ người dân chư hầu kém học thức và văn minh nào, không hiểu một số vấn đề về địa chiến lược và chính trị quốc tế, và muốn được soi sáng nhờ trí tuệ cao siêu và kiến thức của dân tộc Mỹ vĩ đại. Đó là lý do tại sao trong lá thư này tôi muốn trân trọng hỏi các ngài một vài câu hỏi sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sự may mắn khi chúng tôi được che chở bảo vệ dưới đôi cánh hộ trì của các ngài. Một, tại sao cuộc xâm lược Ukraine của Nga tồi tệ hơn cuộc xâm lược Iraq của Mỹ? Thứ hai, tại sao việc Kosovo ly khai khỏi Serbia và sự độc lập của Kosovo là hợp pháp, trong khi việc Donbass ly khai khỏi Ukraine và sự độc lập của Donbass là bất hợp pháp? Thứ ba, tại sao cuộc chiến kéo dài 20 năm của các ngài để phân mảnh hóa Afghanistan là hợp pháp, trong khi việc phi hạt nhân hóa Ukraine là bất hợp pháp? Thứ tư, tại sao cái chết của hơn 1 triệu thường dân trong cuộc chiến ở Iraq không phải là một thảm kịch, mà là cái chết của vài trăm thường dân ở Ukraine lại là ngày tận thế? Thứ năm, tại sao không có lệnh trừng phạt nào đối với Hoa Kỳ đối với việc ném bom Nam Tư và Bengal, trong khi cái này Bengal D đúng không? Em không rõ cái khu vực này lắm. Trong khi Nga phải chịu các biện pháp trừng phạt chưa từng có trước đây với việc pháo kích vào Ukraine. Thứ sáu, tại sao việc người Mỹ bắn phá bệnh viện là một hiện tượng ít nghiêm trọng hơn nhiều so với việc người Nga pháo kích vào bệnh viện? Thứ bảy, tại sao các ngài được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong khi những nước khác thì không? Thứ tám, tại sao Mỹ và những người bạn Ukraine được phép có phòng thí nghiệm và nhà máy sản xuất vũ khí sinh học và hóa học, trong khi đó Syria thì lại không được? 9. Tại sao Israel được phép có bom nguyên tử nhưng Mỹ lại tuyên bố Iran không được phép? 10. Tại sao trẻ em Palestine chết dưới bom đạn không phải là một thảm kịch, mà trẻ em Ukraine thì lại khác? 11. Tại sao các ngài áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc chiếm đóng Crimea nhưng không áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với việc chiếm đóng bờ Tây của Jordan và các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng? 12. Tại sao những người di cư Syria, trẻ em và phụ nữ bị coi là tồi tệ và không được chào đón, trong khi người Ukraine di cư thì lại khác? 13. Tại sao giới tài phiệt Nga xấu và giới tài phiệt Mỹ thì lại tốt? 14. Tại sao cần phải phá hủy những đường phố nông thôn Rumani bất hạnh bằng bánh xích xe tăng và xe bọc thép của Mỹ? Tại sao không sử dụng đường cao tốc Pentest mà nhà nước Rumani đã chi hàng tỷ đô la, mà công ty Pentest của Mỹ hứa sẽ xây dựng một đường cao tốc đến Rumani nhưng lại lấy tiền của người dân Rumani và biến mất như một kẻ lừa đảo cuối cùng? 15. Tại sao hàng năm Rumani lại phải chi cho Mỹ hàng tỷ đô la cho vũ khí ảo để bảo vệ chúng tôi khỏi người ngoài hành tinh, nhưng lại không tìm ra 0,5 tỷ đô la để cứu sống hàng nghìn trẻ em mắc bệnh ung thư? 16. Tại sao không ai phải chịu trách nhiệm
về tội ác chiến tranh của người Mỹ ở Việt Nam, Triều Tiên, Nam Tư, Iraq, Afghanistan, Libya, Syria, trong khi các tội ác ở Ukraine lại phải bắt buộc tìm ra những kẻ có lỗi trong số người Nga. Tôi tin rằng các ngài sẽ đánh giá những câu hỏi này như một biểu hiện của lý tưởng cao nhất về tự do ngôn luận và hiểu biết về sự thật, điều đã truyền cảm hứng cho hành động của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy các quyền cơ bản của con người trên toàn thế giới. Chào Nguyễn Dung. Dân tộc Romani đang rất quan tâm chờ đợi câu trả lời của ngài. Các quý ông, để có lý do yêu quý các ngài nhiều và nhiều hơn nữa, như một lẽ tự nhiên, như là cách chúng tôi đã được quỹ Soros tuyệt vời dạy dỗ yêu quý các ông chủ của mình. Và cái ông này tên là Lauren Prino, người Romani, thì ông có 16 câu hỏi ông gửi cho Đại sứ quán Mỹ để chúng ta nghe, chúng ta thấy được. Rồi là qua cái việc xung đột giữa Nga và Ukraine, qua cái việc cấm vận các cái đoàn thể thao, các cái đoàn học sinh tham gia hóa học, vân vân, cả cả động vật, cả thực vật, thì chúng ta thấy được cái tiêu chuẩn kép áp dụng đối với một nước mà có cái khả năng tiềm lực kinh tế quốc phòng mạnh như Nga. Thì chúng ta hiểu là một cái đất nước có tiềm lực quốc phòng mạnh như Nga thì thường người ta sẽ không chịu theo bất kỳ một quốc gia nào muốn chỉ đạo đất nước người ta, thì ngay lập tức họ sẽ có những cái tiêu chuẩn kép áp dụng cho cái vấn đề này. Đấy, thì chúng ta đặt lại một câu hỏi, tại sao cái việc Việt Nam chúng ta bỏ phiếu trắng thì lại rất nhiều nước, đúng không ạ? Rất nhiều nước lại mong muốn tác động để Việt Nam thay đổi, để Việt Nam chọn phe. Thế cái mục đích cuối cùng của người ta là gì? Cái việc chúng ta chọn phe thì em có nói rồi, nó không khác gì Ukraine cả. Chọn Nga thì sẽ bị Mỹ và NATO cấm vận, bao vây. Mà chọn NATO và Mỹ thì sẽ bị Nga tiến đánh như ngày hôm nay. Thì đó là một cái rất là tai hại trong cái vấn đề chọn phe. Và các nước này luôn muốn chúng ta như vậy. Đấy. Thì về về mặt là về mặt đối kháng, về hệ tư tưởng hay là về cái thể chế chính trị đó, thì nó rõ ràng rồi. Thế nhưng mà các quốc gia khác, người ta cũng là thể chế đa nguyên, đa đảng, chính trị đối lập, đúng không ạ? Thì cũng bị Mỹ và NATO can thiệp một cách thô bạo vào đó. Mục đích là gì? Mục đích là muốn tạo ra một cái thuộc địa kiểu mới. Chúng ta hiểu như vậy. Người ta tạo ra một cái chính phủ bù nhìn giống như miền Nam Việt Nam trước đây, để người ta dễ dàng, đúng không ạ? Dễ dàng sử dụng vào làm lá chắn, rồi là sử dụng vào cái vấn đề là giật dây, tác động để can thiệp vào quốc gia khác, không phải là đồng minh của Mỹ và NATO. Thì cái này đối với tư cách là một người dân để em tìm hiểu, em cũng đã hiểu được như vậy rồi, đúng không ạ? Thì đã hiểu được như vậy rồi, thì không lý do gì một đại sứ lại không hiểu cả. Chắc chắn người ta hiểu. Đúng rồi. Thế nhưng mà tại sao người ta lại thực hiện cái việc đó? Câu hỏi đặt Thì ra. chúng ta lại nhớ lại, đúng không ạ? Chúng ta lại nhớ lại một chút là các cái tuyên bố của các chính sách, các tuyên bố của các chính khách Hoa Kỳ từ trước đến giờ và các cái chính sách áp dụng đối với Việt Nam qua các cái thời kỳ, từ các cái giai đoạn từ sau năm 1975 trở lại đây, thì mục đích cuối cùng người ta vẫn là muốn thay đổi cái thể chế chính trị ở Việt Nam. Và chúng ta nên hiểu là khi thay đổi thể chế chính trị thì nó đồng nghĩa với việc là gì ạ? Bắt buộc phải chọn bên. Một là sẽ là đồng minh, hoặc hai sẽ là kẻ thù. Và như vậy đối với Việt Nam chúng ta, cái kết cục cuối cùng thì người dân chúng ta sẽ đi đâu về đâu? Thì chúng ta nhìn Ukraine ngày hôm nay chúng ta thấy, rồi nhìn Syria chúng ta thấy, đúng không ạ? Có quốc gia nhưng không thể về, có nhà nhưng không thể ở, phải đi khắp nơi tha phương cầu thực. Thì hiện nay đất nước chúng ta đang yên ổn hòa bình như thế này, chúng ta là những người dân, là người làm chủ đất nước, nó có hạnh phúc hơn không, đúng không ạ?
nó có tự do hơn không khi chúng ta phải lệ thuộc vào một quốc gia khác? Thì cái đó ai cũng có thể hiểu được, ai cũng thể hiểu được. Thì cái vấn đề đại sứ quán Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ người ta trao cái giải thưởng cho Phạm Đoan Trang đó, theo quan điểm cá nhân của em thì em hoàn toàn là phê phán cái hành động này. Không Đúng khác rồi. gì cái hành động này, nó không khác gì là cái việc cổ súy, cổ súy và kích động cho những cái thành phần chống phá ở trong nước tiếp tục theo con đường của Phạm Đoan Trang. Còn nếu như các anh Bơm cảm xăng. thấy người ta là anh hùng, đúng không ạ? Người ta là anh hùng, người ta là cái gương để phát triển, thì tại sao các anh không đưa Phạm Đoan Trang sang Mỹ để dạy lại cái tấm gương anh hùng đó cho phụ nữ Mỹ? Đúng không ạ? Một nhân tài, một Vinh anh danh. hùng như thế, là một tấm gương sáng như thế. Các anh đã vinh danh người ta thì các anh đưa sang Mỹ đi, rồi tổ chức các cái cuộc họp hay là các cái hội 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 nhóm gì đó, đúng không ạ? Và tập trung phụ nữ Mỹ để cho Phạm Đoan Trang giảng giải về cái cách chống phá chính quyền như thế nào. Các anh có dám làm việc đó không? Cũng giống như các anh ở bên kia thế giới cũng vậy. Các anh tổ chức những cái lễ, các anh kêu gọi ủng hộ cho người Ukraine. Thế nhưng mà ngược lại người dân trong nước thì các anh lại luôn muốn tạo ra cái bất ổn để gây cho cái người dân trong nước những cái cảnh đau thương và mất mát. Thì đó nó cũng là cùng một bản chất với nhau cả thôi, nó không có gì khác cả. Thì đó là cái mà em rất là quan điểm của em là một người dân, nếu mà nói mà nó phê phán hay lên án thì nó hơi quá, thế nhưng mà em vẫn khẳng định là em lên án và phê phán cái hành động này, nó không mang lại cái điều gì tốt đẹp cho Việt Nam chúng ta, và cũng là một cái bài học để cho các cái người khác mà luôn có tư tưởng chống phá nhà nước ấy, hãy nhìn vào Nga phủ lý, đúng không ạ? Rồi nấm mốc, rồi là điếu cày Nguyễn Văn Hải, rồi Nguyễn Văn Đài, rồi Cù Huy Hà Vũ, rồi và nhiều đối tượng khác đang sống vất vả vất vưởng nơi xứ người, nó đó là cái giá phải trả cho cái hành động mà gì ạ, vô chống phá lại Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vô ơn với thế hệ đi trước và chống phá lại cái Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hàng ngày hàng giờ tạo ra cái môi trường ổn định để cho người dân phát triển kinh tế. Chúng ta nhìn tất cả người dân các nước đang trong những cảnh tang thương là chúng ta có thể hiểu được cái giá trị hòa bình nó lớn như thế nào. Và các cái đối tượng này thì nó không bao giờ nó từ bỏ cái mục đích. Đấy, từ bỏ mục đích là gì ạ? Sẵn sàng làm tay sai bán nước. Thì đó cũng là một cái mà em muốn nêu để cho mọi người có thể thấy được là cái hành động đó nó có phù hợp hay không, và những cái tấm gương sáng ngời mà chống phá nhà nước đấy nó có hậu quả như thế nào, để mọi người có thể thấy được. Và cái vấn đề cuối cùng em muốn chia sẻ thì liên quan đến vấn đề Nga và Ukraine, và cũng là tiêu chuẩn kép. Bây giờ chúng ta thấy được, đúng không ạ, những cái thành phần chống phá nhà nước bị xử phạt tù ở Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật Việt Nam, thì các đối tượng này đấy, tôn vinh phong anh hùng này anh hùng kia, thì chúng ta nhìn lại một chút ở Ukraine, ngay kể cả thành viên tham gia đàm phán với Nga cũng đã bị chính phủ Ukraine bắt xử bắn chưa qua xét xử, đúng không ạ? Rồi là những người dân người ta không đồng tình với cái cuộc chiến của Ukraine, thậm chí người ta còn lên án tại đại sứ quán Mỹ, người ta yêu cầu người Mỹ phải rút khỏi, không can thiệp vào đất nước Ukraine, thì ngay lập tức các anh cho người ta là phản quốc chưa qua xét xử, các anh mang ra đường, các anh chế giễu, các anh đeo những cái câu từ nó không hay lên cổ người ta, sau đó các anh dùng dây rồi dùng băng dính, các anh cuốn người ta ra các cái cây, đúng không, các cái cây rồi các cái trụ đèn đường đó, rồi là gì, rồi là ngay cả một cái phóng viên, đúng không ạ, cái biên tập viên, cái MC thì của Ukraine cũng đã công khai trên truyền hình là muốn tiêu diệt nước Nga thì phải tiêu diệt những cái đứa bé, bởi vì đó là mầm mống, đúng không ạ, đó là mầm mống của nước Nga, là tương lai của nước Nga. Thế thì cái tổ chức nhân quyền đâu? Cái tổ chức nhân quyền ở đâu?
cái tổ chức thức bảo vệ ghê phải quyền trẻ em ở chỗ nào, đúng không ạ? không? Khi mà một phóng viên truyền hình của Ukraine công khai trên truyền hình Ukraine như vậy thì cái đó có gọi là vi phạm về nhân quyền không? Vi phạm về quyền trẻ em không? Tại sao không một tổ chức nào hay kể cả Liên Hợp Quốc lên tiếng về vấn đề này? Ít nhất đúng không ạ? Các anh cứ gọi là các anh cứ phê phán, các anh cho rằng Việt Nam, nhất là các anh bên kia thế giới, các anh cho rằng Việt Nam độc tài. Có độc tài hay không thì qua cái sự việc gần đây nhất của Phạm Đoan Trang chúng ta thấy quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đều công khai, đúng không ạ? Có luật sư bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho Phạm Đoan Trang. Chứ nó chưa phải là cái tình huống như ở Ukraine, đó là các anh cứ gán ghép tội cho người ta rồi các anh tự xử bắn người ta, các anh không qua xét xử. Cái đó là các anh đã vi phạm vào luật pháp quốc tế, không đảm bảo về nhân quyền. Thế nhưng không bất kỳ một tổ chức nào lên tiếng, hay là kể cả những cái anh ở bên kia thế giới cũng vậy, đúng không ạ? Thì các anh chỉ lên án là Nga như thế này, Nga như thế kia, chưa bao giờ các anh lên án Mỹ và NATO. Thì cái việc đấy nó các anh bảo là nó là quá khứ không nói đến. Thế tại sao bây giờ cái nhân quyền ở Ukraine bị chính phủ Ukraine vi phạm một cách trắng trợn như vậy, các anh không không hề đả động đến một câu? Rồi là quyền trẻ em như vậy, các anh cũng không đả động đến. Đó là cái mà chúng ta có thể thấy được cái tiêu chuẩn kép mà người ta áp dụng của các quốc gia gọi là liên minh, các tổ chức liên minh và các quốc gia lớn. Người ta có thể vi phạm cách trắng trợn ở quốc gia khác. Cũng là cái ví dụ những cái hành động đó mà ở Việt Nam. Thì thử hỏi các anh sẽ như thế nào? Có khi các anh lại tổ chức các anh bỏ phiếu, các anh cấm vận Việt Nam ngay. Các anh lên án ngay, đúng không ạ? Thế thì những cái người mà bị trói ở cột điện ở Ukraine đó, thì quan điểm cá nhân của người dân em cũng mạnh dạn đề nghị là Bộ Ngoại giao Mỹ hãy trao giải thưởng cho người ta, hãy vinh danh cho người ta nhé. Người ta cũng là người dân, người ta muốn hòa bình thôi. Người ta không ủng hộ cái việc Mỹ can thiệp vào cái công việc nội bộ Ukraine để dẫn dắt chính quyền Ukraine và làm khổ người dân Ukraine như ngày hôm nay. Đó là quyền lợi chính đáng của người dân. Tại sao, đúng không ạ, lại bị đối xử một cách thô bạo như vậy? Nhưng mà các anh bỏ qua và các anh không hề lên tiếng. Cùng với đó thì trong ngày 16 tháng 3, ông Tổng thống Zelensky của Ukraine đã phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Thì ông có nói một câu mà em thấy nó có cái gì đó nó rất là lệ thuộc. Ông ta nói rằng với tư cách là Tổng thống Ukraine, tôi muốn gửi thông điệp này tới Tổng thống Mỹ Biden. Ngài là lãnh đạo của một cường quốc. Tôi mong muốn ngài trở thành lãnh đạo của thế giới. Là lãnh đạo của thế giới có nghĩa là ngài cũng là người lãnh đạo của hòa bình. Ông Zelensky phát biểu. Và ở dưới thì đại biểu của Mỹ, dân biểu Mỹ thì vỗ tay ầm ầm. Chúng ta có thể theo dõi clip trên các cái phương tiện truyền thống, đúng không ạ? Thế chúng ta thấy đây là ít nhiều thì chúng ta cũng phải hiểu hiểu là gì. Ông Zelensky này với ông Biden là hai ông với tư cách là ngang nhau, là hai người là tổng thống, là đại diện cho một Đồng cấp. quốc gia, đúng không ạ? Là đồng cấp với nhau mà ông lại mong muốn cho một tổng thống của nước khác trở thành một lãnh đạo của thế giới. Thế thử hỏi ông đặt ra cái tiêu chuẩn đó ai đồng ý? Anh đã hỏi các nước NATO xem người ta đồng ý không? Bây giờ các anh hỏi các nước NATO, EU xem có đồng ý cho ông Biden làm tổng thống các quốc gia đó luôn không? Nó rất là vô lý và em cảm thấy nó một cái gì đó nó lệ thuộc một cách nó là con rối không khác gì ngày xưa ở miền Nam Việt Nam cả. Phụ thuộc một cách nó hoàn toàn. Thế thì chúng ta nhìn nhận lại, chúng ta có thể thấy cái việc lãnh đạo một quốc gia thì từ ngày đầu cuộc xung đột đến giờ thì chúng ta thấy hết chê trách chúng tôi bị bỏ rơi, đúng không ạ? Rồi là đi xin rồi cũng không được, yêu cầu này yêu cầu kia cũng không được đáp ứng, rồi đến bây giờ lại phát biểu cái câu như vậy, thì chúng ta thấy có xứng đáng không? Một cái người lãnh đạo quốc gia như vậy có xứng đáng với quốc gia dân tộc mình không, hay là sẵn sàng bán rẻ quốc gia dân tộc mình? Đó là một cái mà em cảm thấy nó rất là buồn cười mà rất là phi lý, khi hai người đồng cấp nói chuyện với nhau về góc độ ngoại giao mà lại thể hiện cái lệ thuộc
nói nó hơi hỗn hào một tí mà giống kiểu nô lệ. Thì đó là chúng ta nhìn lại tổng thể để chúng ta thấy được cái thể chế mà Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam, Việt Nam ngày xưa cũng thế. Nó thể hiện cái vấn đề khi quân Mỹ rút đi, đúng không ạ? Không còn viện trợ nữa, thì ngay lập tức các anh rút lui chiến thuật và tùy nghi di tản. Và cũng rất may mắn cho chúng ta, thì đất nước chúng ta được như ngày hôm nay, nó là sự lựa chọn có thể nói là rất là sáng suốt, một con đường đi có thể nói rất là đúng đắn và cũng rất khéo léo, nhưng đồng thời cũng rất là cứng rắn trong vấn đề ngoại giao mà chúng ta thể hiện được qua cái thời gian qua. Em rất là mừng, rất là mừng mà chúng ta thấy được là cái sự kiện ở Việt Nam chúng ta ngày 16 tháng 3 năm 1968 cũng vậy, đúng không ạ? Thì cái thảm sát Mỹ Lai, Mỹ Sơn đó thì chúng ta có thể thấy được là cái tiêu chuẩn kép như thế nào. Đấy, không hề một ai lên án cho người dân Việt Nam, mà trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ, trẻ em. Thế nhưng đối với người dân Ukraine cũng là gì ạ? Cũng là con người, cũng là máu thịt cả. Dĩ nhiên là cuộc chiến nó diễn ra thì em cũng rất là không mong muốn và cũng rất là đau xót người dân Ukraine. Đối với tinh thần con người với nhau. Thế nhưng mà ngược lại, thì các cái đối tượng chống phá thì nó luôn lấy Mỹ ra làm tiêu chuẩn, là thước đo để áp dụng tất cả các quốc gia khác. Cứ Mỹ làm cái gì đúng cả, chỉ có các quốc gia khác làm là sai. Thì chúng ta thấy được cái sự lệ thuộc nó đến mức nào. Và về tư tưởng nhận thức của cái vấn đề mà sẵn sàng bỏ rơi tổ quốc, bỏ rơi đất nước, bỏ rơi nhân dân nó ở đâu. Đấy là cái góc độ của em, thì em chỉ chia sẻ như vậy. Cảm ơn anh Tiêu Quang và tất cả mọi người đã lắng nghe em chia sẻ.